Căn bệnh 22 tuần, cân nặng của thai là 392, chiều dài xương đùi 33, chỉ số giờ có ổn hay không? Thật ra 22 tuần thì bạn nên làm là cái siêu âm ở 4D hoặc là khảo sát hình thái của thai nhi, thì chúng ta sẽ còn có là chu vi đầu. Tại vì ở thời điểm này chúng ta muốn biết được thai có phát triển ổn hay không, chúng ta không dựa vào cân nặng bạn, mà chúng ta sẽ dựa vào các cái chỉ số khác, chẳng hạn như là chu vi đầu nè, vòng bụng nè, xương đùi nè, rồi kích thước thận nè, và chiều dài xương cánh tay, vân vân. Thì như vậy thì chúng ta có thể đánh giá được là sự phát triển của bé có ổn hay không.